Điền vô đề bài cho bao nhiêu? 48 bi gì? Bi đỏ. Tiếp, bao nhiêu bi xanh? 30. 30 bi xanh. Tiếp, 28. 60 bi gì? Thuộc không nổi mà. Chia đều cho mấy túi? Biết mấy túi không? Có biết bao nhiêu túi không? Không. Không, chưa cho mà bao nhiêu túi đâu biết đâu. Anh biết gì đâu. Không biết thì gọi. Có bao biết biết bao nhiêu túi không? Chấm hỏi. Không biết thì gọi. Biết là gì? Là số túi cần tìm. Số túi của mình phải thuộc vào số gì? Số tự nhiên. Tại sao ạ? Có bao giờ thấy nửa túi không? Một túi, hai túi, ba túi, bốn túi, năm túi, chứ làm gì có nửa túi bao giờ đâu. Túi mà ai mà cắt ra làm đôi để xài? Phải một cái túi, hai cái túi, chứ có bao giờ nghe nửa cái túi đâu. Hiểu không? Nửa cái bánh thì có, chứ túi không bao giờ thấy nửa cái túi, nửa cái túi, nó kỳ lắm. Rồi, bắt đầu. 48 này để vô ít cái túi phải chia đều đó. Tiếp, 30 cũng phải chia hết cho ít. Tiếp, 60 cũng phải chia hết cho ít. Và lỡ hay nói rồi, dấu này dấu gì? Chia hết. Ít nằm bên tay gì? Tay trái. Tay trái với tay phải không cũng biết phân biệt. Tay phải là anh trai, tay trái là anh trai. Tay gì? Tay phải. Tay phải thì tìm gì? Còn tay trái? Bội. Nhớ giùm nghe không? Vậy nên ít thuộc ước này gọi là ước gì? Ước chung của 48, 30, 60. Mà ít là số túi gì? Nó ghi số túi gì? Lớn nhất. Hoặc là nhiều nhất. Lớn nhất hoặc là nhiều nhất. Nên ít phải thuộc ước chung gì? Lớn nhất của 48, 30, 60. Biết bấm máy tính không? Hả? Sao không biết bấm? Giỡn mặt hả? Chẳng quá giỡn không? Rồi bấm. Nhớ bao nhiêu chưa? 60 nè. 48, 30, 60. Bấm. Bấm lại. Bấm on. Alpha. Đọc lên đàng hoàng. On. Alpha. LCG. Alpha. LCG. Mở ngoặc. 48. Ship. Phẩy. 30. Đóng ngoặc. Phẩy. 60. Đóng ngoặc. Bằng. Nhiều. Bằng 6. Vậy là được 6. Chốt chưa? Vậy nên ít bằng 6. Mấy cái túi? 6 cái túi. Bắt đầu nè. Người ta hỏi có bao nhiêu bi đỏ trong một túi thì lấy 48 chia 6 số bi đỏ trong một túi là lấy 48 chia 6 bằng nhiêu? 8. Đúng rồi, tưởng đâu sai nữa. Bi. Tiếp, số bi gì? Bi xanh trong một túi là lấy bao nhiêu? 40. 30 chia cho 6 nhiêu? 15 hả? Bằng 5. Được. Bi. Tiếp, số bi gì? Bi vàng trong một túi bao nhiêu? 60 chia 6 bằng 10. Bi. Đáp số. Hiểu không? Có kẹp không? Tao thấy nó dài hơn cái này. Dạ đúng rồi, nó hỏi dài thôi chứ không có được gì. Được, hay đó, câu đó hay. Biết dài thêm thôi.